này, nhà này, điện thoại này, sách tiếng Việt này, ly cà phê này, món này, chai rượu này, xe máy này, ba lô này, đó, xe hơi đó, hôm đó, sau đó, cô đó, tủ lạnh đó, laptop đó, chìa khóa đó, kem chống nắng đó. Cắm trại cuối tuần. Mấy người này là bạn học chung đại học với em. Đường này sẽ rất trơn nếu trời mưa. Đôi giày thể thao này bao nhiêu tiền vậy chị? Sofa này rất thoải mái. Đèn này mắc nhưng chất lượng tốt. Gối đó nhẹ, êm và em cũng thích màu đó nữa.